là đặt cái nút kim cương là phải bỏ 225 triệu đi. Không, đang hợp ý mọi người coi có đi không. Đang hỏi ý mọi người là có thống nhất rồi đi không, còn đi thôi. Anh em chơi tôi chơi. Có thấy rằng là trong cái phim này thì chúng ta có đặt ra cái tình huống là ngày mà Nhóm Phát TV nhận được cái nút kim cương. Vậy thì với Đức Viễn thì bạn nghĩ rằng là trong bao lâu nữa thì Nhóm Phát TV sẽ nhận được nút kim cương? Hôm qua tụi em mới tính toán xong cái này á. Hôm qua tính tính cũng tính tương lai là chắc cỡ khoảng 7 tới 8 tháng nữa. Khoảng 7 tới 8 tháng nữa. Dạ. Trung bình đó. Trung bình. Vậy thì khi mà mình đạt được nút kim cương thì nhóm chúng ta có dự định là sẽ có một cái gì đó kỷ niệm, một cái gì đó ăn mừng. Ví dụ có một buổi chắc chắn là có. Live show hay gì đó hay là một cái chắc chắn phải có. Cái này là một hình thức là tri ân. Mình được chưa? Là mình vừa tri ân khán giả đã đồng hành với mình trong một thời gian khá là dài. Và thứ hai nữa là cũng để có một cái kỷ niệm gì đó cho nhóm sau khi đạt được một cái thành tựu cũng khá là quan trọng. Một cái bước ngoặt lớn đối với lại Pháp, cho nên là chắc chắn là sẽ tổ chức một cái live show hoặc là một cái họp fan để tri ân tới tất cả mọi người ạ. Cái đó là giữa Nhóm Pháp TV và tới khán giả. Dạ, còn rồi. Riêng trong nội bộ của Nhóm Pháp TV mình đang nghĩ ra một cái hình thức ăn mừng gì chưa? Riêng năm chơi lớn chơi lớn chơi cho đã một năm chơi lớn luôn. Đang nghĩ ra chưa? Mình đang nghĩ ra một hình thức nào chưa? Hiện tại thì tụi em mới chỉ nghĩ đến chuyện là tụi em sẽ làm gì để tri ân fan của mình. Còn lại nội bộ trong nhóm thì tụi em cũng chưa có kế hoạch. Thực sự là sau 10 triệu view thì cũng muốn là sẽ làm 10 triệu surprise chứ. 10 triệu surprise. Ngoài muốn làm một cái gì đó nó khác một chút xíu. Nhưng mà vẫn đang trong quá trình để suy nghĩ. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ, hồi trước thì có thấy rằng là có một cái clip của Pháp TV là đăng là cả một Pháp TV đi du lịch ở Bình Hưng. Dạ đúng rồi. Đã nhận được cũng 3 triệu mấy view. Bây giờ mình nghĩ đến cái chuyện là lỡ mà khi một ngày mình nhận được cái nút kim cương đi, mình đi du lịch tận một cái nơi nào đó xa và mỗi thành viên phải bỏ ra tầm khoảng vài chục triệu đi. Được không? Mình quay lại hả? Rồi đăng lên. Để đi mấy chỗ nào. Nhưng mà cái quan trọng rằng là bây giờ nếu như mà mình đặt cái tình huống rằng là bây giờ Thái Vũ không có ở đây, mình thật sự là bây giờ anh em mình chốt đi, chốt cái chuyện rằng là mỗi thành viên đóng 50 triệu vô để đi chơi, ăn mừng cái nút kim cương này. Gọi cho Thái Vũ. Liệu Thái Vũ có đồng ý hay không? Trước mắt là mấy người ở đây không đồng ý rồi. Nhưng mà mình giả bộ mình đồng ý đi. Để mình gọi cho Thái Vũ để có cái tình huống cho một cái nhân vật ngày hôm nay không xuất hiện trong livestream này. Gọi cho Thái thử rồi. Thì gọi Thái đi ha. Kêu anh bỏ 50 triệu nha, mọi người chốt hết rồi nha. Rồi mọi người đã chốt hết 50 triệu nha. Đi đâu nữa? Đi đâu nữa? Mình phải chốt là mình đi đâu nữa? 50 triệu. Bali nè. Đi Bali. 50 triệu phải đi xa. Phú Quốc. Vinh rành nhất nè, 50 triệu. Phú Quốc ở resort. Ở đi Thái được 50 triệu. Ở Phú Quốc đi, Phú Quốc cho nó thực tiễn xíu. Để rồi. Mở ra ngoài nha. Rồi mình sẽ mở ra ngoài. Đừng bể nha anh Long. Không sao đâu. Anh Long có thể mình đứng gần một xíu nữa để cái hướng dẫn nhỏ. Alo. Alo, anh Thái, anh Thái. Anh nghe nè. Ủa sao đang ở chung cái gì vậy? Đang chung. Đang họp á, xong rồi tại không có anh Thái nên không có hỏi ý kiến Thái được. Sao? Tại tính sắp tới mà ví dụ mà đạt nút vàng á thì nút kim cương á thì nhóm tổ chức là mấy anh em mình đi du lịch đi chơi luôn. Cái gì vậy? Được. Mà có cái khó nói này nè. Đây là dạng như là mỗi người góp vô tầm 50 triệu. Cái? 50 triệu. Cái Mỹ à? Không chịu đâu, đi Mỹ 3 triệu đi vòng vòng ấy thôi, mà tại chơi cho nó sang á, 50 triệu không. 50 triệu đi vòng vòng đây thôi. Mà tại vì 50 triệu đi vòng Sài Gòn. Không, đi Phú Quốc. Đi Phú Quốc. Mới nguyên cái resort đi ở hay gì vậy? Đúng rồi, đúng ở rồi. Cái tuần resort mà. Tại nguyên công ty mình mà, nói chung là mỗi người phải bỏ ra 50 triệu. Anh thấy nếu mà muốn dắt chợ con heo thì 50 triệu là tính cho mỗi đầu người. Là 150 triệu nha Thái. Bé cỏ nữa. Thôi bé chọn lấy 25 triệu thôi. Ok. 50 triệu là anh Thuần anh bỏ ra. Đúng rồi. Nếu mà em bỏ ra mà có vợ với con em đi nữa là 125 triệu. Trời. Là đặt cái nút kim cương là phải bỏ ra 225 triệu đi. Không, đang hợp ý mọi người coi có đi không. Đang hỏi ý mọi người là có thống nhất rồi đi không, còn đi thôi. Anh em chơi tôi chơi. Thì anh chơi anh em chơi. Thì đó. Trời, ba đồ quỷ. Coi như vậy, chủ yếu là vui, niềm vui và tạo được kết tinh. Chuyển khoản luôn đi. Bảy,
Anh Thái ơi, cái này có ghi âm lại, bởi vậy có gì em trừ vô lương nha Thái ơi. Cái gì? Cái này có ghi âm lại, bởi vậy có gì em trừ vô lương thẳng luôn nha. Khí mẹ rồi. Vai Thái. Rồi ok. Coi như là thống nhất là lỡ, nhưng mà mình không biết là mình có đi không nha. Nhưng mà nếu như mình có đi thì cũng đã có 50 triệu trong quỹ. Không, cho hơn. 125 triệu. 125 triệu.